diện của hội người Việt thành phố xin tranh cua. Ông Nguyễn Đức Toàn. Mời đây. Mời bí thư đảng cô Linh Đình Bảo. Vamos, vamos.
vâng, và chỉ còn một tiết mục mà quý vị và các bạn rất chờ đợi, đó là tiết mục đặt giải nhất của cuộc thi ngày hôm nay, đúng không ạ? Nhưng mà trước khi đến với tiết mục đặt giải nhất thì có một lưu ý nữa là tất cả tiết mục còn lại sẽ đạt được giải khuyến khích cho chương trình. Vâng, không để quý vị là đơn nước. SPV Got Talent 2015 đã có chủ và chúng tôi xin trân trọng thông báo. Giải nhất thuộc về số tay